mình đang xài thử cục pin di động của Pisen, thì nó là cái Pisen Pro Digital Power Lab 65W. Cái điểm mình thích ở cục pin này của Pisen là nó có dung lượng rất là lớn ha, 30.000 mAh và giá rất là hấp dẫn, chỉ hơn 2 triệu thôi. Trong khi những cục pin có dung lượng 28.000, 27.000 hay 6.000 gì đó nó cũng phải 5 triệu đổ trở lên rồi. Và nó có thể sạc nhanh được cho MacBook của mình ở 65W cũng như là sạc được hầu hết các thiết bị mình đang cần. Trước tiên là về dung lượng thì nhận thấy rằng là những cái cục pin có dung lượng lớn hiện nay thì nó khoảng chừng 26.827.000 mAh gì đó. Còn cục này của Pisen thì nó là 30.000, tức là nó nhỉnh hơn một chút xíu so với những cục kia. Thì anh em lưu ý rằng là tùy theo cái sân bay nó sẽ có những quy định về cái dung lượng pin sẽ được giới hạn lên máy bay. Do đó là khi anh em mua cục pin này hoặc là anh em xài những cục pin di động cỡ lớn, anh em cần lưu ý xem là cái nào được lên máy bay, cái nào không được lên. Với cái dung lượng lớn như vậy thì anh em thấy rằng là mình có thể sạc cho cái MacBook của mình một hoặc là hơn một lần. Theo spec của Pisen thì nó sạc được cho cái MacBook 13.3 inch Intel ngày xưa là 1,3 lần. Và mình nghĩ rằng là với cái MacBook mới này, ví dụ như mình đang xài cái MacBook Air 13 inch M2 thì sẽ nó sạc được khoảng 1,1, 1,2, 1,3 lần gì đó. Mình cũng sạc thử cái iPad dung lượng cao của mình là cái iPad Pro 12 inch 9 M1 thì nó cũng sạc được đầy cái iPad Pro đó từ 0 đến 100% và nó tốn khoảng chừng 50% pin gì đó. Như vậy mình hoàn toàn có thể sạc được MacBook, iPad, iPhone, tai nghe, DAC hay là Apple Watch hay là những cái thiết bị khác của mình trong một cái chuyến đi nguyên một ngày. Mình không cần lo lắng về cái chuyện là mang theo cục sạc. Hoặc là nếu mình có đi ra cà phê mình ngồi như vậy thì mình cũng không lo phải cắm điện gì đó. Cái cục pin này nó có thể sạc 65W và máy mình có thể thoải mái. Thì đó là những cái điểm mình thích ở đó. Về thiết kế thì nó có một thiết kế khá đơn giản, với hầu hết là màu trắng, nó bằng nhựa. Mình cầm thử trên tay thì nó không có những cạnh sắt, những cạnh tù cầm vô không cấn tay. Tuy nhiên với màu trắng này thì anh em cũng cẩn thận bởi vì nó sẽ dễ bám bẩn. Rồi nó có một màn hình đã hiển thị được xem là lúc anh em cắm sạc vào nó nhảy bao nhiêu phần trăm, rồi nó sạc ra ngoài cho những thiết bị khác như thế nào. Mình có sạc thử cho nó thì nó tốn khoảng chừng hơn 1 tiếng rưỡi để sạc đầy cục pin 30.000 mAh này cho cái cổng Power Delivery, tức là cái cổng mà có thể sạc tới 65W input. Thì như vậy là rất là nhanh cho một cục pin di động lớn. Về cổng ra thì chúng ta sẽ có 3 cổng, 2 cổng USB-C, trong đó có một cổng hỗ trợ Power Delivery. Và như vậy anh em có thể sạc được tất cả thiết bị Apple cũng như thiết bị khác có cổng Power Delivery. Rồi nó có một cổng C hỗ trợ cái profile 5V hoặc là 9V 2A, 5V 3A. Như vậy nó cũng sẽ sạc được cho tất cả những thiết bị có cổng USB-C không hỗ trợ Power Delivery với hai profile rất là dễ dàng. Rồi nó có thêm một cổng A 5V 3A và 9V 2A. Và như vậy nó cũng có thể sạc được những thiết bị khác ở tốc độ cao 18W, hay là sạc được cho những thiết bị mà không đòi hỏi vôn cao như là Apple Watch hay là tai nghe không dây hoàn toàn. Bởi vì một số cái tai nghe không dây hoàn toàn hay Apple Watch á, nếu anh em cắm vào những cổng mà nó không có profile điện nhỏ như 5V đó thì có thể nó sẽ không có sạc. Thì cái cục này nó hỗ trợ được những cái đó. Lúc mình sạc vào mình cũng thử đo cái nhiệt độ sạc cho nó, tại vì mình thấy nó sạc vào nhanh quá thì mình đo thì mình thấy là nhiệt độ cũng rất là ổn định, khoảng chừng hơn 40 độ C, 42, 43 độ C, thì như vậy là cái nhiệt độ sạc vào rất là an toàn. Bản thân cái vỏ của nó thì cũng là vật liệu chống cháy, do đó là anh em an tâm hơn. Cái cục Pisen Pro này nó được bán bởi Pisen Việt Nam chính hãng, do đó là nó có gói bảo hiểm miễn trừ trách nhiệm là 46 tỷ đồng. Rồi, như vậy anh em cần quan tâm một cục pin di động dung lượng lớn và giá hấp dẫn và có thể sạc nhanh và sạc được nhiều thiết bị thì đây là một lựa chọn cho anh em. Rồi, xin cảm ơn.